Rồi, em xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em sẽ quay giới thiệu cho bà con một chiếc đầu búa ha, đời cuối 2014 ha, đăng ký lần đầu 2015 ha, Toyota 2 ha, nhập nguyên chiếc từ Nhật nha mọi người. Em sẽ quay chi tiết tổng thành chiếc xe để cho bà con cùng xem xe, cùng đánh giá chiếc xe nó còn như thế nào ha. Xe là hiện tại là đang chạy dịch vụ du lịch nha mọi người, xe cũng rất là ít chạy ha, cho nên là họ cần bán nha. Giá cần ra đây là 570 triệu ha. Xe còn rất là đẹp nha. Các chức năng trên xe thì còn nguyên bản luôn nha mọi người. Em sẽ quay tổng thành chi tiết chiếc xe để cho bà con cùng xem xe, cùng đánh giá chiếc xe nó còn như thế nào nha. Đầu búa đời cuối 2014 ha, đăng ký lần đầu 2015. Tổng thành chiếc xe thì còn nguyên bản hết nha mọi người. Xe này sơn zin thì còn khoảng 85% đến 90% nha mọi người. Tổng thành sơn zin nha. Xe nhập nguyên chiếc từ Nhật nha. Cho nên là xe còn mới tuyệt đối từ đầu đến đuôi luôn ha. Vỏ lốp thì còn khoảng từ 80 đến 85% nha mọi người. Nội thất thì cũng khá là đẹp, khá là sạch sẽ nha. Xe mua về hoạt động không phải làm thêm bất cứ điều gì ha. Xe này thì nếu mà anh chị em nào mà có làm công ty mà mua được những xe này về đưa rước cán bộ công nhân viên thì cực kỳ hợp lý, cực kỳ đẹp luôn nha. Máy dầu ha, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu mà nó lại rất là bền luôn. Mọi thông tin chi tiết bà con liên hệ trực tiếp với em để có cái giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người nha. Xe hiện tại là đang chạy hợp đồng du lịch nha mọi người. Mùa này cũng rất là ít chạy cho nên chủ họ cần bán để mua xe 7 chỗ nha mọi người. Cụm đèn phía sau còn rất là đẹp ha. Tổng thành chi tiết chiếc xe này thì không có gì để bàn hết nha. Nói chung là xe giá cả thì cực kỳ hợp lý luôn ha. Giá là 570 triệu ha. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nha mọi người ơi. Xe còn khá là đẹp ha. Nội thất mới tinh tình tình luôn. Nội thất thì không có gì phải bàn nha. Xe cam kết với mọi người là không có đâm đụng nha, không có ngập nước. Thông tin xe thì em sẽ báo chính xác để cho bà con xem xe không có bị lầm nha. Ở xa tới không phải lầm nha. Các chức năng trên xe còn hoạt động rất là tốt luôn nha mọi người. Xe này không có gì phải bàn hết, chỉ bàn về cái chất xe sao nó đời 2014 mà nó còn quá đẹp ha. Vỏ lốp thì còn khá là ok nha. Sơn đồng rất là mỏng manh luôn nha mọi người. Sơn đồng nó rất là mỏng manh, rất là đẹp luôn ha. Màu này rất là đẹp ha, màu bạc ha. Nhìn rất là sang trọng của xe. Xe này thường thường em thấy họ đưa rước cán bộ công nhân viên là nhiều, rất là nhiều luôn ha. Thường thường mấy công ty họ rất là tính đường kinh tế cho nên họ hay mua những cái dòng xe đầu búa này về họ đưa rước cán bộ công nhân viên á đi làm cho nó đỡ, nó vừa bền vừa rẻ chi phí vận chuyển ha. Dầu diesel cho nên là nó khá là tiết kiệm nhiên liệu nha mọi người. Mọi thông tin bà con liên hệ trực tiếp với em để có cái giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người ha. Nếu bà con cảm thấy thích thì cứ nhanh tay gọi điện cho em để sở hữu em nó. Và cũng mong bà con nhớ là đăng ký kênh ha, rung chuông để nhận được những video mới nhất của em giới thiệu về tất cả các dòng xe cho mọi người cùng xem ha. Nếu bà con thích video này thì nhớ like, share và chia sẻ giúp em nha mọi người ơi. Nội thất thì không có gì phải bàn nha mọi người ơi. Xe còn khá là đẹp, khá là mới ha. Nội thất trần nguyên bản nguyên zin hết luôn nha. Rất là đẹp luôn ha. Vách rồi các kiểu, rồi em sẽ nổ máy lên để cho bà con cùng đánh giá âm thanh tiếng máy nó như thế nào ha. Táp lô, táp ly xe này thì không có gì phải bàn nha mọi người. Táp lô, táp ly xe rất là đẹp luôn ha. Mọi chức năng trên xe còn hoạt động rất là tốt nha, như mới nha. Tại vì cái dòng xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản cho nên rất là bền nha. Mọi người cũng hiểu rồi ha, Nhật Bản là cái nước rất là phát triển về các hãng xe ha.
đặc biệt là cái dòng Toyota của Nhật ha, rất là bền và rất là tiết kiệm nhiên liệu nha mọi người. Km chuẩn của nó là khoảng 202 vạn nha mọi người. Đó, anh chị em bà con nhớ xem hết cái video để em giới thiệu hết tất cả chi tiết để cho bà con khỏi phải phải hỏi ha. Bà con nhớ là xem hết cái video giùm em ha. Táp lô táp ly xe còn rất là đẹp, sáng bóng sạch sẽ nha, không có gì phải chê, không có gì phải bàn hết nha mọi người. Đây nè, tuy là nó có chạy xước nha, nhưng mà vấn đề chạy xước nó không có đến nỗi nào mà phải về phải làm lại nha mọi người. Này nó xước cũng không đến nỗi nào mà nhìn nó không đẹp ha, nhìn còn rất là đẹp. Xe này để chắc cũng khoảng mấy ngày rồi họ không có chạy ha, khoảng 10 ngày, cho nên cái bình nó đề nó hơi bị yếu một tí. Đây này ha, cái dàn âm thanh, dàn lạnh nó cực kỳ lạnh luôn mọi người, máy lạnh rất là lạnh luôn á. Âm thanh thì khá là hay. Các chức năng trên xe hầu như là còn xài khá tốt ha. Táp lô, táp ly xe còn cực kỳ luôn. Mọi thông tin bà con nhanh tay liên hệ với em để có giá ưu đãi tốt nhất cho bà con nha. Bà con nhớ like và chia sẻ giúp giùm em nha. Đó, âm thanh tiếng máy nó nghe rất là êm nha, không có bị gầm gì gầm ha, không có nghe một âm thanh tiếng ồn nào hết ha. Khung gầm thì nói chung là xe này là bao luôn ha, mà em không thể nào quay hết phần khung gầm cho bà con xem ha. Khung gầm không gãy ha, không mục nha, còn rất đẹp nha. Rồi em sẽ lên cái phần cabin để cho bà con nghe âm thanh tiếng máy nó như thế nào, rồi em sẽ kết thúc cái video ở đây nha. Nha, âm thanh nó khá là êm ha, máy dầu thì nó nổ lớn hơn máy xăng rất là nhiều nha. Rồi ha, em xin tổng chào tất cả các anh chị đã quan tâm và giúp đỡ em trong thời gian qua nha. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ha. Chúc bà con có thật nhiều sức khỏe nha. Rồi em xin chào.